mừng quý khán giả và bà con nông dân đang đến với bản tin thời tiết nông vụ. Thưa bà con, sáng sớm nay, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi thuộc vùng núi phía Bắc và khu vực Đông Bắc Bắc Bộ. Đêm nay và ngày mai, không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, do đó ảnh hưởng đến một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở phía Đông Bắc Bộ có mưa và mưa nhỏ. Các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ từ chiều và đêm nay cũng có mưa và mưa nhỏ. Riêng phía Nam có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4, cấp 5. Ở vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc lại mạnh lên cấp 6, giật cấp 7 biển động. Khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Các tỉnh miền Bắc trời rét, Tây Nguyên và Nam Bộ khô hanh ít mưa. Sau đây mời bà con theo dõi dự báo thời tiết trên các vùng đêm nay và ngày mai như sau. Tại các tỉnh Tây Bắc trời nhiều mây, chiều và đêm sẽ có mưa và mưa nhỏ rải rác, gió nhẹ, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 đến 18 độ, còn nhiệt độ cao nhất từ 21 đến 24 độ. Riêng Điện Biên và Lai Châu là từ 25 đến 28 độ. Còn phía Đông Bắc Bộ, trời nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ, gió Đông Bắc mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4, cấp 5, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 14 đến 17 độ, vùng núi là từ 11 cho đến 14 độ. Nhiệt độ cao nhất 17 cho đến 20 độ, vùng núi có nơi từ 14 đến 16 độ, độ ẩm là từ 80 đến 95%. Khu vực đồng bằng sông Hồng trời nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ, gió Đông Bắc mạnh cấp 3, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất là từ 15 đến 18 độ, còn nhiệt độ cao nhất 18 cho đến 21 độ, độ ẩm là từ 80 cho đến 90%. Thưa quý vị cùng bà con nông dân, trong tuần này tại các tỉnh phía Bắc, dự báo sâu đục thân 2 chấm sẽ tiếp tục vũ hóa, đẻ trứng và gây hại trên mạ. Các loại dày cũng gây hại với mật độ thấp, còn trên các cây vụ đông, sâu đục thân, dẹp, bệnh khô vằn, bệnh đốm lá sẽ gia tăng mức độ gây hại. Bệnh lùn sọc đen tiếp tục gây hại nhẹ trên ngô, sâu đục quả, bệnh sương mai cũng gia tăng mức độ gây hại và sâu cuốn lá tiếp tục hại đậu tương, sâu xanh, sâu tơ, sâu khoang tiếp tục hại trên rau họ hoa thập tự. Trên cây mía, bệnh trồi cỏ tiếp tục gây hại và bệnh dẹp sơ trắng cũng sẽ tiếp tục gây hại trên những ruộng mía trồng muộn, rậm rạp, có ẩm độ cao, không bóc lá. Trên cây trồng khác thì dẹp, bệnh thán thư, khô cành, rỉ sắt trên cây cà phê, bệnh vàng lá, thối gốc rễ, tuyến trùng trên cây hồ tiêu tiếp tục phát sinh gây hại mức độ nhẹ đến trung bình. Trước tình hình sâu bệnh được dự báo như trên, bà con cần hết sức lưu ý, chăm sóc và thường xuyên chăm đồng ruộng để theo dõi mức độ phát sinh gây hại của các dịch hại và sâu bệnh, từ đó có biện pháp xử lý kịp thời và hiệu quả. Tiếp nối bản tin sẽ là thông tin thời tiết cho các tỉnh từ Thanh Hóa cho đến Thừa Thiên Huế. Phía Bắc trời nhiều mây, chiều và đêm có mưa, mưa nhỏ. Phía Nam mây thay đổi, có mưa vài nơi. Gió Bắc đến Tây Bắc mạnh cấp 2, cấp 3, vùng ven biển cấp 4. Nhiệt độ thấp nhất là từ 16 cho đến 19 độ. Nhiệt độ cao nhất 22 cho đến 25 độ. Phía Nam từ 25 đến 28 độ. Độ ẩm là từ 70 cho đến 80%. Các tỉnh từ Đà Nẵng cho đến Bình Thuận mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi, gió Đông Bắc mạnh cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất 21 cho đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất trong ngày là từ 29 cho đến 32 độ, độ ẩm từ 70 đến 80%. Tây Nguyên mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, gió Đông Bắc mạnh cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất là từ 17 đến 20 độ, còn nhiệt độ cao nhất là từ 28 cho đến 31 độ, độ ẩm 50 đến 60%. Thưa bà con, từ nay cho đến cuối tuần, tại các tỉnh Tây Nguyên, bệnh rỉ sắt, bệnh khô cằn, dẹp sẽ tiếp tục hại phổ biến trên cà phê, còn bệnh tuyến trùng rễ, vàng lá, thối rễ, dẹp sáp gốc, bệnh thán thư lại gây hại trên tiêu, chủ yếu ở giai đoạn chắc quả. Do vậy, bà con trong khu vực cũng cần lưu ý có biện pháp phòng trừ dịch hại và sâu bệnh an toàn và hiệu quả. Chuyển sang thông tin thời tiết cho khu vực Nam Bộ. Tại đây mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa, gió Đông Bắc mạnh cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất là từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 31 cho đến 34 độ, độ ẩm là từ 50 đến 60%. Thưa bà con, tại các tỉnh thành phía Nam, từ nay đến ngày 14 tháng 12 sẽ có đợt dày nở rộ với mật độ trung bình trên lúa, giai đoạn lúa đẻ nhánh và nặng cục bộ trên giai đoạn làm đồng trổ. Bà con cần lưu ý kiểm tra đồng ruộng, nhất là lúa đang giai đoạn làm đồng đến trổ và chỉ phun thuốc trừ dày khi thấy dày cám nở rộ với mật độ cao. Bên cạnh đó, bà con cũng nên xuống giống vụ đông xuân 2012-2013 theo dự báo đợt dày di trú, kết quả giám định dày mang mầm bệnh và trong khung lịch khuyến cáo của Cục Trồng Trọt nhằm hạn chế dày nâu truyền virus gây bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá. Ngoài dày thì các bệnh đạo ôn lá cũng phát sinh, phát triển và gây hại, thậm chí có nguy cơ bùng phát dịch rộng trên lúa giai đoạn đẻ nhánh, đồng trổ. Bà con cần thăm đồng thường xuyên để phát hiện sớm bệnh và điều trị kịp thời. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời tiết nông vụ ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và bà con đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!